Xin chào cô chú anh chị Đây chính là hình đất nhé Hình đất thì cũng khá là vuông thành góc cạnh Hình chữ nhật nha cả nhà Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu Cho toàn thể cô chú anh chị mình một mảnh đất Với tổng diện tích là 2 hecta Trong sổ là 1 hect 71 Tại vì những cái phần uh, sình, phần ao hồ thì không vào sổ Cho nên là nó bị dôi ra nha cả nhà Đó Trong sổ thực tế nó là 1 hect 71 thôi Còn uh, ở ngoài thì nó là hai hecta nha Mảnh đất này thuộc xã Quảng Tín, huyện Đắk Đờ Nấp, tỉnh Đắk Nông Trên đất thì bà chủ đã phủ kín các loại cây trồng như là điều, cà phê và sầu riêng nha cả nhà Đó, sầu riêng, điều thì có một ít ở phía trên thôi Còn là cà phê sen vào sầu riêng thì cũng rất là xấu nhưng được cái là sầu riêng cũng khá là đẹp nha cả nhà trên đất thì có 180 cây sầu riêng năm thứ bảy đang cho thu rất là mạnh đất này thì kín gió tại vì cái tàn sầu riêng nhìn rất là tròn đều à, đẹp nha cả nhà hiện tại thì à, đang cho bông nhé à, những cây sầu riêng to như thế này này rất là to nha cả nhà 180 cây sầu riêng, địa hình đất thì cũng tương đối dốc nha cả nhà, tương đối dốc, cái phần phía dưới này thì nó thoải thoải, phần phần phía trên thì nó hơi dốc nha cả nhà. nguồn nước tưới thì dồi dào, tại vì phía dưới có một cái hồ cũng khá là rộng. có một cái nhược điểm của mảnh đất này là những cái gốc sầu riêng thì chưa có bếp tưới tự động nha phải tưới tay nha cả nhà nói chung tưới tay thì nó hơi tốn thời gian hơn tưới bếp nha cả nhà Tại vì tưới bếp thì mình cứ nổ máy nên là uh, bếp tự phun thôi còn uh, như tưới tay thì mình phải kéo dây ống đi để mình uh, tưới từng gốc nha cho nên là nó hơi tốn thời gian hơn một xíu về đường giá thì cũng uh, khá là thuận tiện hiện tại thì ô tô 4 chỗ có thể vào tận nơi đất của chúng ta cách quốc lộ 14 thì tầm 4 km. Cách đường nhựa 1 km à, cách khu dân cư Buôn Bán là một cây lưỡi số nhé cả nhà. À, nói chung là mật độ dân cư ở khu vực này cũng chưa được đông, tại vì cái diện tích đất của từng nhà cũng khá là lớn cho nên là cái khoảng cách từng ngôi nhà có thể hơi cách xa nhau một xíu. Cái phần ở phía dưới đây thì là hồ nha cả nhà. Hồ nước cũng khá là trong xanh núi rộng nha. rồi quay lên phía trên này là cà phê này. Rồi, đây chính là sầu riêng này. sầu riêng thì đã có bông rất là nhiều rồi. ở đây có cả trái nha cả nhà. trái bắt đầu đậu rồi nha. nó trái bắt đầu đậu những cái trái bằng nắm tay đã đậu rồi nha. Đó. những cái cây như thế này thì bông rất là nhiều luôn cả nhà mình quan tâm đến mảnh đất này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0929 339929 nếu có thể tư vấn cho cô chú anh chị mình nha xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại